Xin kính chào bạn vị, đây là Samsung Galaxy Note 10 Lite. Nếu các bạn chưa biết rằng ấy thì không phải là lần đầu Samsung ra một chiếc điện thoại là phiên bản rút gọn đâu. Ngày xưa các bạn nhớ cái hồi con Galaxy Note 3 không? Nó có một con gọi là Note 3 Neo ấy. Chắc là rất ít người nhớ điều này bởi vì đấy là một chiếc điện thoại không thực sự thành công. Nó là một phiên bản rút gọn hơn, vẫn giữ thiết kế của Note 3 nhưng mà sẽ có được chúng ta RAM rồi màn hình bé hơn vân vân. Và bây giờ họ mới tiếp tục sử dụng truyền thống này và tung ra là chiếc Samsung Galaxy Note 10 Lite. Và mình sẽ cho các bạn xem là Note 10 Lite có xứng đáng với giá tiền mà các bạn bỏ ra không nhé. Đầu tiên thì mình phải nói là Note 10 Lite không có thiết kế giống hoàn toàn với lại Galaxy Note 10. Mặt trước thì nhìn vẫn na ná với cái nốt ruồi này. Tuy nhiên thì loa thoại của nó thì rất rõ ở bên trên. Đấy, các bạn nhìn thấy cái viền loa thoại này cũng như là viền màn hình thì cảm giác là chỉ dày hơn một chút so với Note 10, không phải là quá lớn và cũng khó có sự khác biệt nếu các bạn không đặt cạnh nhau. Tuy nhiên mặt lưng lại là cái điểm mà chúng ta có thể nhận ra ngay. Note 10 Lite lại mang cái phong cách giống của những chiếc điện thoại tầm trung của Samsung như dòng Galaxy A với cụm 4 camera. Và các bạn nói thật, from the bottom of my heart, cái này không đẹp thực sự luôn đấy. Mình thấy cái Galaxy Note 10 có cái camera xếp dọc đẹp, rất ấn tượng. Thì cái này, cái khoảng trống của cái 4 camera quá lớn. Tự nhiên ấy, cái 4 camera này tách rời hẳn nhau ra, ở chính giữa này chả có gì, là mình nhớ cái trò chơi mặt trượt ấy. Đấy, nó giống y hệt như mấy cái con cờ trong đấy luôn. Và thực sự là trong nó, cái mặt lưng chúng ta cũng tổng thể nó mất cái cân đối đi. Mình nghĩ rằng là mình không ưng cái thiết kế này lắm ở trên cái mặt lưng của chiếc Note 12. Các bạn nghĩ sao thì hãy comment cho mình biết nhá. Nhưng bù lại màu sắc thì rất ấn tượng, bảy sắc cầu vồng nghiêng đi nghiêng lại, nó đổi qua đổi lại trông rất là bá đạo, trẻ trung hơn. Bên dưới chúng ta vẫn sẽ có được đó là cổng sạc này, mọi người sẽ có sẽ cắm tai nghe 3.5 nhá và có bút S Pen. Tất nhiên đã là dòng Note thì sẽ không thể thiếu bút S Pen rồi, và với cái này thì nó vẫn thừa hưởng những tính năng như là điều khiển từ xa với công nghệ kết nối Bluetooth. Và cái giá bán của Galaxy Note 10 Lite thì thực tế ra tại CNET theo mình nhận được thì họ có hot sale chỉ từ khoảng là 11 triệu đồng thôi, nghĩa là không cao như ban đầu. Ở trong tầm giá tiền này thì đối thủ của nó lại chính là chiếc Samsung Galaxy S10 chẳng hạn. Mình đang thấy tại 7S thì bán cái sản phẩm này, đây là kể cả là Samsung Galaxy Note 9. Và tại sao lại so với Galaxy Note 9? Bởi vì chiếc điện thoại này có con chip giống y hệt Note 9 các bạn ạ. Nếu tính đến năm 2020 là thời điểm hiện tại thì là tính theo số năm thì nó đã được 2 năm tuổi rồi. Và 9810 thì vẫn là một con chip flagship. Đặt cạnh với Galaxy Note 9, sản phẩm này sẽ có là 8GB RAM, 128GB bộ nhớ. Samsung Galaxy Note 9 có 6GB RAM và 128GB bộ nhớ. Như vậy là hoàn toàn tương đồng với nhau, chỉ chênh nhau một chút về RAM. Về màn hình hiển thị thì Note 9 được đánh giá cao ở cái chỗ là nó sẽ không có nốt ruồi, nó sẽ làm tràn viền trên dưới, nhiều người vẫn thích kiểu này. Mặt kính sẽ hơi cao một chút, 64 inch, độ phân giải của nó là 2K. Ok đấy, Note 10 Lite 6.7 inch nhưng chỉ dừng ở Full HD Plus. Chiếc điện thoại của chúng ta thì sẽ dựa trên là phiên bản Android 10 One UI 2.0 cũng đã có trên các chiếc điện thoại của Samsung trước đây nên sẽ không khác biệt ở chỗ này. Về thông số camera thì nó lại cũng chia sẻ nhiều thứ giống Note 9. Thứ nhất là mọi người sẽ có camera là 12 megapixel. Tuy nhiên của Note 9 sẽ thay đổi khẩu độ được, còn con này thì không. Có công nghệ lens dual pixel và cũng như là chống rung OIS. Camera tele 12 MP khẩu độ f/2.4 giống y hệt Note 9 này. Các bạn sẽ còn có là camera 12 MP là ultra wide, điều Note 9 không có. Và camera selfie là 32 MP, cao hơn rõ rệt so với con số chỉ 8 MP của Note 9. Cảm biến vân tay thì nó sử dụng ở bên trong màn hình chứ không sử dụng ở mặt lưng giống như Samsung Galaxy Note 9. Và cuối cùng là pin, sản phẩm này sẽ pin 4500, cao hơn so với con số là 4000 và cũng như là sạc của nó là 25W so với con số 15W của Note 9. Đó. Như vậy qua video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái quan điểm của mình so với lại cái chiếc điện thoại Galaxy Note 9. Thực tế ra thì chiếc điện thoại này thì nó sẽ có cái thiết kế mới này, camera mới này, cấu hình với lại RAM lớn hơn Note 9. Nhưng ngược lại thì nó có cái độ hoàn thiện rồi cũng như là chất liệu thì không cao cấp như Note 9, không khả năng kháng nước. Và các bạn sẽ muốn Note 10 Lite hay Note 9 hơn, hay các bạn nghĩ gì về chiếc điện thoại này của Samsung, hãy comment cho mình biết nhé. Và mình sẽ sớm làm một bài so sánh giữa hai chiếc điện thoại này với nhau để mọi người chọn được một chiếc Note phù hợp trong tầm giá tiền của mình. Thì Note 9 thì gần như bây giờ là các cửa hàng cũng đã clear hết rồi nên mà thành ra cũng rất khó các bạn để mua mới. Còn Note 10 Lite thì đây là sự lựa chọn cho anh em, thì sẽ có hot sale, giá thì tầm khoảng là từ 11 triệu đồng thì tại 7S đều đang có và mình sẽ để cho mọi người tham khảo, bởi vì thời gian diễn ra chương trình có hạn đến ngày 9 tháng 2 thôi. Và hẹn gặp lại bạn các video lần sau. 12 MP.